Trong ngày 4 tháng 9, người dân ùn đổ về thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương trên quốc lộ 51, đoạn qua huyện Long Thành, khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Hàng trăm xe các loại nối đuôi di chuyển chậm trên quốc lộ 51 hàng tiếng đồng hồ. Anh Đoàn Văn Anh, sinh năm 1978, ngụ thành phố Biên Hòa, chở vợ con đi thành phố Vũng Tàu nghỉ lễ từ ngày 1 tháng 9 và sáng nay trở về thì bị kẹt ở trạm thu phí T2, đoạn qua huyện Long Thành. Anh cho biết, dù đã chủ động đi về thành phố Biên Hòa từ lúc 4 giờ 30 sáng, nhưng vẫn không tránh được kẹt xe. Tại nút giao giữa quốc lộ 51 đi vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tình trạng kẹt xe cũng kéo dài từ sáng tới trưa. Đặc biệt chiều nay lúc 16 giờ đã xảy ra sự cố tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô gần cầu Long Thành theo hướng về thành phố Hồ Chí Minh, khiến giao thông ùn tắc kéo dài 6 km. Ông Đinh Hồng Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đường Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu cho biết, từ sáng ngày 4 tháng 9 đến 14 giờ cùng ngày, trạm thu phí T2 đã xả trạm 8 lần do lượng xe trở về từ thành phố Vũng Tàu rất đông, 41.000 lượt xe một ngày đêm. Để giảm ùn tắc, công ty đã chủ động phối hợp cùng lực lượng chức năng điều tiết từ xa, xả trạm khi xảy ra ùn tắc kéo dài từ 500 mét.